kia cấp ủy chỗ chi bộ chỗ quất chỗ Khánh mẹ mất mà mẹ tận Hà Giang thì hôm qua là phải đoàn cả Khánh lên lấy nhà nướng này có ăn không? Bao nhiêu đến bây giờ vẫn mua rất nhiều thứ tụi bạn toàn sắt đỏ nhà ốc chó thật biết bao nhiêu này mày nó lạ mai không muốn nhiều mày như thế này có phải đáng yêu không? Chúc lại là xong rồi cơ. cháu mấy tuổi rồi? Đang học lớp 10 rồi, lớn rồi chứ mày. Thôi mấy cha vô tụi chụp hình cho mấy cha. Đúng rồi. Chụp hình đi. Con cháu Hồ Vương nhé. Mày nhớ mua đồ nha.
mua rồi, cái con cảm tôi mua rồi. Cái con ngồi ngồi trên kia đây mắc kiến là cũng là cháu luôn hả? Mắc kiến nó đang đứng. Vô chụp nè cháu, con cháu Hồng Vương đời thứ năm. Người cưng hả? Rồi nè, người nó đang dựng sợi quá vậy. Dạ, nó coi YouTube mà. Quá trẻ hả? Mấy đẹp coi đủ là người đi. Đâu ạ? À? Em cũng vừa lên mà. Em cũng vừa lên. Em ở đâu? À, em bên Lào Cai. Ở bên Lào hả? Lào, Lào Cai. Lào Cai hả? Vâng. Cái chú đâu? Ở Sài Gòn. Em là... Em cũng là người Mông. Người Mông luôn. Ở sinh ra có rất nhiều khách mình chụp ảnh cùng với hai họ mà cái nhà đấy em đấy có mua năm bình mấy thêm cho nó năm bình. Cháu là trọng đâu con? Có gì mà làm cái gì? Cái đây là ăn chưa đâu rồi.